tất cả mọi người đều có ước mơ. Những ước mơ sẽ không thành hiện thực nếu không bắt tay vào thực hiện. Sky Angel, chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tiếp viên hàng không tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức bởi hãng hàng không Nok Air Thái Lan, phối hợp thực hiện cùng kênh truyền hình Let's Việt. Cuộc tìm kiếm những tiếp viên hàng không, nghề mơ ước của nhiều cô gái, cùng nhiều thử thách mà họ phải vượt qua để giành lấy giải thưởng lên đến 330 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam Sky Angel, thiên thần bầu trời. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã cùng với 10 cô gái trở lại thủ đô Bangkok và đến với sân bay Đôn Mường. Đây chính là nơi thực hiện thử thách cuối cùng dành cho 10 cô gái của chúng ta tại đất nước Thái Lan. Nếu như ở nhiều thử thách trước, các cô gái đều thực hiện những thử thách ở theo nhóm hoặc là đội, thì ngày hôm nay họ sẽ phải thực hiện thử thách với bản thân mình và được thực hiện những kỹ năng dành cho những tiếp viên hàng không. Và có lẽ điều này cũng khiến quý vị và các bạn phải tò mò đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi theo dõi chương trình Việt Nam Sky Angel, thiên thần bầu trời. Thưa quý vị và các bạn, lúc này đây ban giám khảo và 10 cô gái xinh đẹp đang cùng với chúng tôi có mặt tại sân bay Đôn Mường. Vị giám khảo đầu tiên là một nữ tiếp viên hàng không nhiều năm kinh nghiệm của hãng hàng không Nok Air. Xin được giới thiệu chị Nok Trà ạ. Giám khảo thứ hai là người đã rất quen thuộc đối với 10 cô gái của chúng ta trong những tập thi trước. Đó chính là đại diện của hãng hàng không Nok Air, anh Nok Pop. Và vị giám khảo thứ ba là giám khảo xuyên suốt của cuộc thi. Đó chính là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Chào ban giám khảo và 10 cô gái thân mến, các bạn có nóng lòng muốn biết thử thách ngày hôm nay của mình là gì không ạ? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo về thử thách dành cho 10 cô gái trong chương trình ngày hôm nay tại sân bay Đôn Mường. Trước tiên, xin được mời chị Nok Trà. Đầu tiên, xin mời chị có đôi lời về những thử thách và nhiệm vụ cho các thí sinh của chúng ta. Được rồi, xin chào các cô gái. Xin chào. Cho dù lần thi này là nhiệm vụ cuối cùng của các em, tuy nhiên, chị vẫn muốn các em cố gắng hết sức mình, bởi vì chỉ có một vài người mới có một cơ hội tốt như việc các em làm ngày hôm nay. Dù ngắn ngủi như là một cuộc tập huấn thú vị, một buổi tập huấn cho các tiếp viên hàng không với bài thực hành thực tế trên một chuyến bay thực tế. Vậy nên, các em cố gắng hết sức nhé. Chúc các em may mắn. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Chúng ta đã biết hôm nay là thử thách cuối cùng dành cho 10 cô gái trước khi đến với ngôi vị quán quân của chương trình. Vì vậy, đây sẽ là một thử thách rất quan trọng. Và không biết là vị giám khảo đẹp trai Nok Pop sẽ nói điều gì với các bạn. Chào anh. Anh sẽ nói gì với các cô gái ấy chứ? Chào buổi sáng các quý cô. Ok, vậy là hôm nay sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, đúng không nào? Và tất cả các em ở đây là để trở thành tiếp viên hàng không của hãng Nok Air. Và các em có một cơ hội để dùng đến những kỹ năng thật sự của chính mình, và chúng ta sẽ kiểm tra các kỹ năng đó. Vậy nên hãy tập trung và có một khoảng thời gian vui vẻ ngày hôm nay nhé. Chúc may mắn. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời dặn dò của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đến với 10 cô gái trước khi bước vào một thử thách rất quan trọng ngày hôm nay. Xin mời chị Giáng My. Xin chào tất cả các thiên thần thân yêu của tôi. Ngày hôm nay thì tôi rất là muốn được chuyển cái lời rất là thân mật đến với các em.
Bởi vì các em đến với chặng cuối cùng này thì tất cả các em đã là những người phụ nữ rất là giỏi giang và can đảm rồi. Và không cần phải chia sẻ thì các em cũng biết rằng đây là một cái tập quan trọng nhất so với 8 tập mà các em đã từng trải nghiệm. Bởi vì các em sẽ được đào tạo những cái kỹ năng căn bản để trở thành một chuyên viên hàng không. Và tôi xin bật mí một chút thôi, sẽ có một số cái tình huống để cho các em có thể thể hiện được tất cả những cái bản lĩnh và trí thông minh của mình. Tôi xin được chúc cho tất cả các em may mắn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã lắng nghe những lời dặn dò và bật mí của ban giám khảo về thử thách rất quan trọng dành cho 10 cô gái trong chương trình ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc cho cả 10 bạn sẽ vượt qua thử thách ngày hôm nay một cách xuất sắc ạ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 10 cô gái sẽ được học những bài học vô cùng cần thiết đối với một nữ tiếp viên hàng không. Và lúc này tôi rất tò mò không biết là các cô gái của chúng ta đang học tập như thế nào. Chúng ta hãy cùng vào lớp học để xem không khí học tập dành cho các bạn gái trong chương trình hôm nay như thế nào nhé. Savatika, mời vào lớp. Quý vị và các bạn, nhằm tuân thủ các quy định an toàn, vui lòng tắt hết các thiết bị điện tử. Các bạn cũng có thể mở lại sau khi chúng ta đã cất cánh. Vậy thì các bạn có còn nhớ sau khi Taba kết thúc phần yêu cầu về hướng dẫn thao tác an toàn bay, cô ấy đã làm gì? Cô ấy đi vào cabin đúng không? Cô ấy có nói gì với các bạn như là đặt túi sách dưới ghế, dựng bàn ăn lên, đúng không? Cài đai an toàn, còn gì nữa? Tắt điện thoại di động, còn gì nữa? Mở chốt cửa sổ, còn gì khác nữa? Hết rồi à? Cài bàn ăn lên. Các bạn có biết lý do tại sao phải cài bàn ăn lên không? Tại sao chúng ta phải cài đai an toàn? Tại sao chúng ta phải mở chốt cửa sổ? Tại sao chúng ta phải cài đai an toàn? Khi máy bay cất cánh, hành khách có thể bị cuốn đi. Trong trường hợp máy bay không êm, hoặc thời tiết xấu, hoặc chẳng hạn như hạ cánh không tốt, hoặc bạn chẳng bao giờ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến bay, nếu chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp thì đai an toàn có thể giúp họ không bị cuốn đi, bị hất văng, giúp họ tránh bị thương. Còn gì khác về chốt cửa sổ? Tại sao chúng ta phải mở chốt cửa sổ nếu hành khách không muốn mở? Tại sao tôi phải mở cửa sổ? Bạn sẽ nói gì với hành khách? Xin lỗi, tôi không biết làm sao. Đó không phải là do thoải mái. Thực sự hành khách sẽ thoải mái hơn nếu chúng ta đóng kín cửa sổ. Vì khi chúng ta bay ngày thì mặt trời có thể chói nắng hành khách nếu hành khách ngồi kế cửa sổ. Do đó, nếu ông ấy cứ tôi muốn đóng cửa sổ thì bạn nào có thể đưa ra lý do không? Tôi chỉ cần cho hành khách biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng rồi, những gì đang diễn ra bên ngoài. Vì thông thường, nếu bạn chú ý, trên máy bay, phi hành đoàn ngồi ở đầu máy bay, còn những người khác thì ngồi ở phần sau máy bay. Vì vậy, chúng ta không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở hai bên cánh, hoặc nếu động cơ bốc cháy, hoặc là có gì đó bất thường bên ngoài. Vì vậy, hành khách là tai mắt của phi hành đoàn, cho nên họ có thể nói cho chúng ta biết những gì đang diễn ra trong cabin. Tại sao các bạn phải để túi xách phía dưới ghế trước mặt mình? Và tôi đã nói rằng để đúng vị trí. Tại sao chúng ta cần thông thoáng để di chuyển trong trường hợp ta phải sơ tán hành khách trong tình huống khẩn cấp? Chúng ta muốn hành khách rời máy bay càng nhanh càng tốt, đúng không? Vì vậy, chúng ta muốn toàn bộ lối đi lại phải thông thoáng. Hãy hình dung nếu đây là các bạn ăn. Nếu cô ấy muốn đi ra, như thế thì cô ấy có dễ dàng đi ra được không? Không. Cái bàn sẽ là chướng ngại vật của cô ấy, đúng không? Thế thì các bạn sẽ nói như thế nào với hành khách? Là vui lòng tắt sóng điện thoại đi ư? Không được, tại sao? Chế độ máy bay. Vì sự an toàn của chính mình, vui lòng tắt máy. An toàn như thế nào? Vì thế sẽ ảnh hưởng đến các tín hiệu.
Như thế gây cản trở cho hệ thống chuyển động và thông tin của máy bay trong buồng lái. Phải ghi nhớ, vì các bạn có thể sẽ phải vận dụng điều này. Còn gì nữa? Ngồi dựa lưng ra sao? Ngồi dựa lưng ra sao? Tại sao phải nói tới điều này? Đúng rồi. Để sau lưng hành khách rộng rãi hơn, để hành khách cũng thoải mái sau lưng. Và đó cũng là tư thế ngồi an toàn hơn để giảm va đập. Sau khi cất cánh, chúng ta sẽ bắt đầu phần giới thiệu. Các bạn đã thấy tôi và Taba đứng trong cabin và cúi chào lần nữa, đúng không? Trong lúc đó, đừng quên nhìn vào mắt hành khách, bởi vì đây là lần đầu tiên bạn bước vào cabin, chính thức giới thiệu bản thân với hành khách. Hành khách được biết bạn và như thế tạo ra không hẳn là ấn tượng đầu tiên, vì ấn tượng đầu tiên là trong lúc lên máy bay, nhưng cũng rất quan trọng đấy. Đây là lúc để hành khách biết bạn là ai, bạn phục vụ ai. Chính là hành khách. Đây là quảng cáo của Dog Air. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là 10 cô gái đã hoàn thành lớp học về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đối với tiếp viên hàng không. Họ đã thể hiện rất tốt trong lớp học, nhưng khi đến thực tế, lên máy bay với những hành khách thì không biết là họ có vượt qua được thử thách ngày hôm nay hay không. Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn, ngay bây giờ đây sẽ là lúc mà 10 cô gái được thể hiện bản lĩnh của mình thông qua việc thực hiện thử thách ngày hôm nay và ứng dụng những kỹ năng dành cho tiếp viên hàng không trên máy bay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những cô gái sẽ thể hiện như thế nào trong thử thách lần này. Nhiệm vụ thứ nhất của các cô gái đó là kiểm tra máy bay trước khi bay. Nhiệm vụ thứ hai là hướng dẫn an toàn bay. Và nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ mà rất khó nhưng cũng đầy thách thức và đầy thú vị, đó chính là xử lý tình huống trên máy bay. Ở nhiệm vụ thứ ba này thì chúng tôi sẽ có 3 tình huống rất khó khăn đưa ra cho các nữ tiếp viên hàng không tương lai. Tình huống thứ nhất đó là hành khách không tắt các thiết bị điện tử. Tình huống thứ hai là hành khách chỉ biết nói tiếng Thái, không biết nói tiếng Anh và nói tiếng Việt, đồng thời lại không chịu gấp bàn ăn ở phía trước. Và tình huống thứ ba đó là một khách hàng nam có một hành vi không được hợp lý cho lắm và sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không. Và rõ ràng lúc này đây, quý vị khán giả cũng đang rất tò mò không biết 10 cô gái sẽ thể hiện như thế nào. Chúng ta hãy cùng bắt đầu phần thi tình huống dành cho 10 cô gái trong chương trình hôm nay. Sawadika, welcome on board. Ladies and gentlemen, we are now going to demonstrate how to use emergency equipment. And inside the metal mix, lift the metal flap and tighten the strap around your waist. Inflation cord are not working. Pull the mask to rest you to allow the oxygen and breathe normally. There eight emergency exits on this and you are located at the door are over the things. And to the follower right to who guides you towards the exit. Okay. Please study carefully the onboard safety car key for your attention. Vui lòng mở chớp cửa sổ ra, xin cảm ơn. Vui lòng mở chớp cửa sổ ra, xin cảm ơn. Cô xinh đẹp quá. Xin cảm ơn. Vui lòng cài đai an toàn vào. Làm như thế nào? Tôi không biết làm. Tôi sẽ... Được rồi. Ôi xin lỗi, tôi sẽ hướng dẫn. Cô có số điện thoại không? Xin lỗi ông, hiện giờ tôi đang làm việc. Được rồi, ok. Vui lòng mở chớp cửa sổ. Xin cảm ơn. Xin lỗi cô ơi. Xin lỗi. Cô bị làm sao vậy? Cô có bị đau gì không? Cô mệt hả? Cô nói gì hả? Ôi xin lỗi, cô không nói được tiếng Anh à? Tôi chỉ biết nói tiếng Thái thôi. Tôi sẽ liên hệ tiếp viên khác có thể nói tiếng Thái với cô nhé. Chờ tôi một chút nhé. Và làm ơn. Cảm ơn. Vui lòng ngồi dựa vào ghế. Cảm ơn. Sao như ý, bây giờ thở phào nhẹ nhõm rồi.
cảm giác khi được làm một tiếp viên hàng không thực thụ trên máy bay như thế nào? Dạ, lúc đầu được học thì em rất là hào hứng muốn học cái này. Và khi làm thì thời gian thực sự là hơi eo hẹp cho nên em hơi bị gặp rắc rối ạ. Hơi tiếc một chút đúng không? Em tiếc cái phần nào nhất? Dạ, cái phần mà đeo cái phao cứu hộ ấy ạ. Dạ. Sawadika. Xin lỗi bà, làm ơn cài đặt an toàn vào ạ. Cảm ơn ạ. Xin lỗi cô, vui lòng cài đặt an toàn vào. Làm ơn cài đặt an toàn vào nhé. Cảm ơn ạ. Xin lỗi, ông vui lòng cài đặt an toàn vào ạ. Sao? Ông vui lòng cài đặt an toàn vào. Làm như thế nào tôi không biết cách. Cài cái này vào cái này ạ. Cài cái này vào cái này ạ. Đúng rồi. Chưa được. Đây. Không được. Để tôi giúp ông. Quá. Xin lỗi. Làm sao đây. Ông tự cài được không? Làm sao? Đúng rồi. Rồi ông siết chặt đây. Xin lỗi anh, vui lòng tắt di động ạ. Bởi vì chúng ta sẽ cất cánh ngay bây giờ ạ. Tắt sâu. Vâng ạ. Ladies and gentlemen, we are now going to demonstrate how to use emergency equipment and your attention will be appreciated. To fasten, insert the metal link into the buckle and tighten the strap over your head and tighten the strap around your waist. The weight on both the body's deep deflation point and not going down from the panel to allow the oxygen to flow and breathe normally. If you are traveling with an emergency exit on this aircraft, there are all of the weights and your case at the rear. Now I'm going to guide you towards the exit and see how much it is. Thế thì trong những cái tình huống mà ngày hôm nay ban tổ chức đưa ra thì em thấy sợ nhất tình huống nào? Dạ, có tình huống là có khách hàng, có hành khách khó tính cho nên là họ không có muốn cài thắt dây an toàn. Mà họ cũng rồi còn xin số điện thoại nữa, rồi còn... Có phải là có một cái chú lớn tuổi không? Dạ đúng rồi. Savadika, xin lỗi, vui lòng cài đai an toàn vào. Cảm ơn. Xin lỗi cô ơi, vui lòng cài đai an toàn vào vì máy bay sắp cất cánh. Vui lòng cài đai an toàn vào nhé. Cô nói sao hả? Đai an toàn. Đúng rồi. Được rồi. Xin lỗi, làm ơn tắt điện thoại đi ạ. Vâng. Và vui lòng cài đai an toàn vào. Cảm ơn. Vui lòng cài đai an toàn vào. Tại sao phải làm vậy? Vì máy bay sắp cất cánh và ông có thể bị bật ngửa sau khi máy bay cất cánh. Thật không? Dạ. Tôi không nghĩ thế đâu. Chỉ là vì sự an toàn của ông thôi ạ. Tôi không nghĩ vậy đâu, bởi vì tôi thích thoải mái như vậy nè. Ông biết đó, nếu có sự cố xảy ra, ông sẽ có cơ may an toàn hơn nếu ông... Ôi trời ơi. Cô cho tôi số điện thoại trước đi, tôi sẽ cài, nếu không thì tôi không cài đâu. Được rồi, ông cài đai an toàn vào đi, rồi tôi sẽ quay lại, được không? Cho tôi số điện thoại của cô, không thì tôi sẽ không cài đâu. Rất xin lỗi ông, nhưng máy bay sắp cất cánh rồi. Rồi hả? Cảm ơn ông. Four are over the wings, and two are located at the rear. All are clearly marked by red exit signs. Please. Kim Cương, phần thi này như thế nào? Anh thấy lúc thi xong em biểu diễn như này em có thể làm lại cái động tác mà lúc em thi xong không?
Nói chung là cái cảm xúc đó nó bất chợt, em cũng không biết em làm gì lúc đó nữa. Nhưng mà nói chung là em rất là bực. Rất là bực á? Vì sao? Buồn nữa. Tại vì á, có một ông chú, ông cứ gây tình huống đó cho em. Em không biết đừng trả lời luôn, hỏi tới tấp luôn, hỏi quá trời hỏi luôn. Hỏi xong em quên bài của em luôn. Xin lỗi anh, vui lòng tắt điện thoại di động ạ. À. Tại sao? Xin anh vui lòng tắt di động đi ạ. À. Như vậy sao? Dạ. Cảm ơn anh. Nè, có vấn đề gì hả? Xin lỗi ông. Làm gì mà đẩy ghế hoài vậy? Ông vui lòng kéo ghế thẳng lên ạ. À. Sao lại khó khăn vậy? Xin lỗi ông vui lòng kéo ghế thẳng lên ạ. À. Tại sao? Bởi vì khi... Dạ, xin bình tĩnh ạ. À. Tại sao lại phải khó khăn vậy? Cảm ơn. Vui lòng kéo ghế thẳng lên ạ. À. Vui lòng ạ. À. Vâng ạ. À. Cảm ơn. Xin lỗi cô. Cô vui lòng gài bàn ăn lên ạ. À. Nói gì tôi không có hiểu. Dạ xin lỗi. Cô không nói tiếng Anh à. Cô nói gì vậy? Tại sao? Tại sao hả? Máy bay sắp cất cánh. Vì an toàn của cô ạ. À. Nói gì tôi không hiểu. Máy bay cất cánh và cô có thể... Dạ. Vì an toàn cho cô. Thắt cái dây an toàn như thế nào mà trong khi là chú để cái dây an toàn như cái chân mà chú vậy nè anh treo. Mà mình thì sao mình có thể đụng vô được. Đúng rồi. Khổ vậy đó. Thêm một chị thì chị nói tiếng Thái mà chị không có nói được tiếng Anh, mà chị cứ ôm cái bàn mà chị ngồi chị nằm vậy nè. Các em ấy bay 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 bay. Sao bạn đi kha. Ladies and gentlemen, we are now going to demonstrate how to use the motor 2000 around your waist. To equalize the waist, boots are not working. Always be monitored. In the event of the command to waist, you to allow the oxygen to flow. Nose and mouth, secure the strap around your head. Two are located at the forward section, and two are located at the rear. All are clear remark guides you towards the exit. Seat pocket in front of you. Xin lỗi cô ơi. Cô có sao không? Cô ơi, cô ổn chứ? À, cô phải xếp cái bàn này lên. Buồn ngủ. Tôi muốn ngủ. À, tôi hiểu. Nhưng trước khi cất cánh, cô phải buồn ngủ. Tôi biết cô mệt, nhưng cô phải ngồi dựa ra ghế. Tôi không hiểu tiếng Anh. Tôi hiểu, nhưng làm ơn, cô phải thực hiện. Dạ. Và sau đó cô có thể hạ xuống. Được rồi, cảm ơn cô. Vui lòng tắt máy điện thoại di động đi ạ. À. Và xếp khai lên ạ. À, vì chúng ta sắp sửa cất cánh. Vui lòng cài đai an toàn vào vì sự an toàn của cô ạ. À. Cô ơi, tôi xin lỗi. Dạ sao? Tôi không có đai an toàn, tôi chỉ có... Ông có đai an toàn không? Không, không có cái nào hết. Tôi thấy rồi. Đâu? Tôi thấy đai an toàn đây rồi. À đúng đúng đúng. Ông ngồi lên đai an toàn của mình rồi. Thấy rồi. Vâng. Cho tôi biết tên cô là gì. À, ông ơi, tôi đang làm việc nên... Sao giờ làm việc được không? Dạ có lẽ. Tôi không hứa, nhưng ông phải lịch sự ạ. À. Được rồi. Xin cảm ơn. Vui lòng tắt di động mà. Tại sao? Tôi thích nghe nhạc. Tôi yêu âm nhạc. Dạ, tôi biết anh thích nghe nhạc. Dạ, nhưng sau khi hạ cánh, anh có thể bật lại vì điện thoại sẽ làm giữ tín hiệu máy bay ạ. Dạ. Dạ, làm ơn. Và anh ơi, vui lòng đừng ngồi gã ra sao. Làm ơn.
anh ấy không được thoải mái. Và vì sự an toàn của anh trước khi hạ cánh, trước khi chúng ta cất cánh, anh vui lòng dựng ghế thẳng lên. Tôi có thể đổi chỗ được không? Đổi chỗ hả? Phải. Không được đâu ạ, xin lỗi anh. Và vì lý do an toàn, anh vui lòng cài đai an toàn nữa. Dây an toàn. Được rồi. Chỉ là vì sự an toàn của anh ạ. Được rồi. Được rồi, cảm ơn. Ban tổ chức sắp xếp rất nhiều hành khách khác nhau, mỗi người một kiểu. Thế thì em nhớ nhất cái điều gì? Em nhớ nhất là một cặp đôi có ngồi và nghe nhạc. Em nghe nói là người ta nên tắt nhạc đi và tắt máy bay, tắt điện thoại. Thì người anh nó cứ I love music, cứ nhún nhảy thế này. Thì em không biết, chẳng lẽ em cứ đứng please turn off your mobile phone. Em không thể nói vậy. Em nói oh yes, music is fine, but you have to take it out, turn it off please. Anh nó cũng đồng ý. Tại vì em nghĩ là nếu mà mình đặt mình vào vị thế của khách hàng, người ta cảm thấy là ok, mình có thể thông cảm với người ta được, người ta sẽ làm theo ý mình. Chúng ta vừa được theo dõi phần vượt qua thử thách của 5 cô gái đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Rõ ràng đã có những sự tự tin và cũng có cả những sự bỡ ngỡ, bởi vì đây là lần đầu tiên mà những cô gái được bước lên máy bay với vai trò là một nữ tiếp viên hàng không và xử lý tất cả những tình huống đã diễn ra. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là 5 cô gái tiếp theo có được thực hiện thử thách này tốt hay không. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của nữ sinh thứ 6. Xin lỗi, vui lòng tắt điện thoại đi ạ. Điện thoại à? Vâng, cảm ơn. Làm gì vậy? Xin lỗi. Dựng ghế lên đi chứ. Tại sao? Giật muốn chết. Rõ ràng là ngồi được mà. Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi. Tôi chỉ có một mình, cô biết không? Tôi biết. Xin chào. Ông vui lòng dựng ghế lên nhé. Bởi vì ông dựa ra sao làm choáng chỗ ạ. Làm ơn. Tôi đổi chỗ được không? Không, ông vui lòng dựng ghế lên. Ông không đổi chỗ được đâu. Đổi liền chứ. Không, ông không đổi được đâu ạ. Liền. Xin lỗi, vì ghế nào cũng có khách rồi. Vâng. Làm ơn ạ. Xin lỗi. Vui lòng dựng ghế lên nhé. Cảm ơn. Xin lỗi ạ. Anh có thể dựng ghế lên không ạ? Ồ, vui lòng cài đai an toàn vì sự an toàn của anh ạ. Làm ơn cài đai an toàn vào nhé. Cái này hả? Đúng rồi. Cảm ơn. Vượt qua thử thách ngày hôm nay thế nào? Dạ, cảm giác khi mà em vượt qua thử thách của ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Nhưng mà trong phần thi của em thì thật sự có rất là nhiều cái vấn đề mà làm cho em run, em sợ rồi đến bây giờ em còn nhớ. Sawadika. Xin lỗi, vui lòng đẩy chớp cửa sổ lên. Tại sao? Vì sự an toàn của anh,
Và tôi muốn anh luôn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Khung cảnh rất đẹp đó. Được rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Chào ông. Gì vậy cô? Ông vui lòng cài đai an toàn vào. Tôi không có đai an toàn. Cô giúp tôi đi. Đã ở ngay đây, đã vẫn tốt mà. Ờ rồi, vậy còn cái nữa đâu? Tôi không thấy cái nữa. Tôi chỉ cho ông nhé. Được, cô làm đi. Đúng không? Thưa ông vui lòng bỏ tay xuống đi ạ. Ổn rồi. Cảm ơn. Ông có thể để hai tay lên thế này không? Không, cô không làm giống tôi này. Để tay giống tôi này. Cô không thể làm vậy với tôi. Tôi là khách mà. Dạ, tôi biết. Nhưng tôi chỉ muốn giúp ông thôi mà. Rồi cô làm gì? Ông để tay thế này đi. Tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ làm thế nếu cô cho tôi số điện thoại của cô. Ôi, xin lỗi ông. Nhưng tôi đang làm việc nên tôi không thể cho ông số điện thoại được. Vậy hết giờ làm được không? Sao ạ? Nếu cô đang làm việc thì sao giờ làm việc cô có thể cho tôi? Không, tôi không thể vì đó là quy định của nước E. Ồ, được rồi. Chào anh, xin anh gọi ngay ngắn. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Vui lòng mở cửa sổ ra. Như vậy hả? Đúng rồi. Cảm ơn anh. Thiên Lý thân mến, bây giờ thực hiện xong thử thách mà anh nghĩ rằng là khó nhất trong những thử thách từ trước đến giờ đúng không? Thì em thấy rằng là những gì diễn ra thực tế so với những gì trước đó em nghĩ và hy vọng thì có giống nhau không? Dạ, nó không giống nhau. Không giống ở chỗ nào? Tại vì khi mà em nghĩ thì nó nhiều màu sắc hơn. Nó không có thật á. Dạ, còn khi mà thực tế thì em thấy nó còn có nhiều cái nó hay hơn nữa. Ồ thế à? Anh thấy các bạn bảo khó lắm mà em lại thấy hay hơn. Dạ, em thấy nó hay hơn tại vì em được em được trải nghiệm á anh. Dạ. Sao qua đi kha. Ladies and gentlemen, we are now going to connect the metal link into the strap. Place it firmly over your nose and mouth, over section. Four two are located at the rear. All auxiliary module will like to be guided on more safety cards in the seat pocket. Làm ơn ạ, vui lòng cài đã an toàn vào ạ. Cảm ơn. Vui lòng tắt di động vì máy bay sắp cất cánh ạ. Tại sao? Vì sóng di động ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của máy bay ạ. Thật sao? Vâng, vì sự an toàn của anh ạ. Được rồi. Cảm ơn anh. Ồ, xin lỗi, cô vui lòng cài đã an toàn vào ạ. Xin lỗi ạ. Làm ơn đẩy chốt cửa sổ lên ạ. Vì máy bay sắp cất cánh. Và làm ơn dựng bàn ăn lên ạ. Đúng rồi. Cảm ơn ạ. Xin lỗi ông. Ông làm ơn cài đai an toàn vào ạ. Tôi không có đai an toàn. Ông đứng lên được không? Tôi sẽ... Tôi không thể đứng lên được, chân tôi đau lắm. Cô giúp tôi đứng lên được không? Được. Được rồi. Kìa, nói kìa kìa. Được rồi. Được rồi. Làm ơn ngồi xuống ạ. Ngồi xuống ạ. Cho tôi biết cô tên gì. Giờ tôi đang làm việc ạ. Tôi có thể cho ông biết sao? Tôi có thể giúp ông ạ. Được rồi, được rồi. Được rồi. Xin lỗi. Xin lỗi ạ. Chào Hằng, như vậy là Hằng đã vượt qua một thử thách mà vô cùng gian nan của ngày hôm nay rồi. Theo anh nhận xét một cách khách quan nhé, thì cái phần mà hướng dẫn an toàn bay của Hằng hơi có một chút trục trặc đúng không? Hằng có thể chia sẻ trục trặc là như thế nào và cái lý do là tại sao để cho khán giả có thể hiểu và thông cảm cho em hơn? Tại vì khi lúc mà luyện tập á, thì em làm rất là tốt. Nhưng mà khi mà lên đây với áp lực mọi thứ, cái em cảm thấy hơi hồi hộp thì có một chút trục trặc về kỹ thuật á. Thì em làm không tốt thôi. Em đã nhận thấy điều đó nhưng mà em cố gắng vượt qua và giữ bình tĩnh để làm các động tác tiếp theo. Chào anh Dika. Ladies and gentlemen,
chào, xin lỗi cô. Xin lỗi, làm ơn, sao cô lại làm vậy hả? Ôi, xin lỗi, cô không nói tiếng Anh à? Tôi sẽ giúp cô bay cùng Doc E. Cảm ơn. Anh ơi, làm ơn mở cửa sổ ra. Chúng ta chuẩn bị cất cánh rồi. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy mọi thứ diễn ra ngoài trời. Cảm ơn. Anh ơi, làm ơn, bình tĩnh nào. Vui lòng ngồi xuống. Vui lòng ngồi xuống. Ổn rồi, cảm ơn rất nhiều. Vui lòng thắt dây an toàn vào. Tại sao? Vì sự an toàn của anh. Anh có gia đình đúng không? Tôi chắc chắn rằng gia đình anh muốn anh có chuyến bay an toàn. Cảm ơn rất nhiều. Anh vui lòng dựng ghế lên ạ. Cảm ơn. Làm ơn dựng ghế lên vì chúng ta chuẩn bị cất cánh. Rồi. Anh có thoải mái không? Cảm ơn. Tôi chúc anh cùng bạn gái có một chuyến bay tuyệt vời với Doc E. Chào cô gái DJ. Mọi ngày anh cứ hình dung ra cái tác phẩm của em lúc nào cũng linh hoạt, nhanh nhẹn, sôi động. Và hôm nay phải làm theo đúng quy trình của hàng không để hướng dẫn an toàn bay đúng không? Em có thấy điều này là một cái thách thức và khó khăn cho em khi em phải thay đổi bản thân mình? Em thấy là hoàn toàn không có gì khó khăn hết ạ. Và nó em thấy nó rất là dễ ạ. Rất là dễ à? Em có nghĩ rằng là ngày hôm nay em thực hiện rất là tốt thử thách này không? Dạ, em nghĩ là em thực hiện rất là tốt. Sawadee ka. Xin lỗi ạ, xin lỗi. Vô lòng tắt điện thoại di động mà. Tại sao? Anh vô lòng tháo tai nghe ra được không? Đúng rồi. Vì phi hành đoàn sắp cất cánh, nó có thể gây ảnh hưởng giữ tín hiệu máy bay ạ. Được rồi. Đúng rồi, cảm ơn anh. Vô lòng dựng ghế lên nha. Anh đã đặt vé rồi nên không đổi ghế được ạ. Không đổi được đâu ạ. Xin lỗi. Anh ấn nút đi. Cảm ơn anh. Xin lỗi. Dạ, cài đã an toàn. Cài đã an toàn vào ạ. Được chưa? Không ạ, đã an toàn của máy bay cơ. Dạ. Như thế này hả? Cảm ơn anh. Chào Ngọc Hân. Hôm nay có rất nhiều khó khăn đã đến với em trong thử thách này. Em thấy mình vượt qua thử thách một cách có tốt hay không? Em nghĩ là nếu mà chấm điểm thì chắc em cũng cỡ được. Nếu em tự cho điểm thì bản thân em nghĩ là được cỡ 6 điểm rưỡi. Trên 10 hay trên 100? Trên 10. Tại sao lại chỉ có 6 điểm rưỡi thôi? Tại vì đáng lẽ là công việc của một tiếp viên hàng không là phải nói tiếng Anh thường xuyên. Nhưng mà trong cái tình huống lúc nãy em toàn giao tiếp bằng tiếng Thái. Tôi xin được tuyên bố người chiến thắng của cuộc thi Sky Angel ngày hôm nay. Phần trình bày và phần thể hiện rất riêng của 10 cô gái trong thử thách rất khó khăn ngày hôm nay thì ban giám khảo sẽ đánh giá và nhận xét. Và tôi rất tò mò không biết kết quả ngày hôm nay thế nào. Và chỉ ít phút nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ biết được người nào, cô gái nào sẽ xuất sắc giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, với một thử thách quan trọng về những kỹ năng cần thiết đối với một tiếp viên hàng không thì chiến thắng ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa rất lớn.
đối với một cô gái trong số 10 cô gái đang đứng ở đây. Và ai sẽ là người xuất sắc giành chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ban giám khảo. Xin mời chị Giáng My, đại diện ban giám khảo, nhận xét và công bố kết quả. Vâng, ngày hôm nay có thể nói rằng là tôi rất là tự hào để công bố cả 10 em cùng chiến thắng ngày hôm nay. Bởi vì đối với tất cả những người thân của các em trải qua một cái chặng đường dài như vậy, các em tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mà ngày hôm nay việc đầu tiên đó là các em đã chiến thắng chính bản thân mình. Và dù cho có đứng thứ hạng nào trong cuộc thi này chăng nữa, thì các em cũng đã mang theo mình một hành trang rất là nhiều trong cuộc đời đang còn mở rộng trước mắt. Và xin chúc cho tất cả các em sẽ rất là vui vẻ, hạnh phúc sau một cuộc thi hết sức ý nghĩa như thế này. Và bây giờ thì không để cho các em phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin được tuyên bố người chiến thắng của cuộc thi Sky Angel ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay khi mà xem những cái video clip của các em thì tôi thấy rằng quả thật ngành chữ viên hàng không là một cái ngành rất là khó khăn, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tính tập trung cao và thông minh xử lý tình huống. Dù sao chăng nữa thì tôi cũng đã tự hào các thí sinh của chúng ta chỉ được training đào tạo trong vòng vài giờ thôi, nhưng đã có rất là nhiều em thể hiện được bản lĩnh của mình, đặc biệt là với số 5 ngày hôm nay, với giọng nói, với khả năng ngoại ngữ của em và cách em xử lý rất là bản lĩnh. Và đấy, tôi đã chấm cho em, vì cái điều đó mà tôi đã chấm cho em nhất ngày hôm nay. So với các thí sinh khác thì ngoại ngữ của em tốt, và thậm chí là tôi rất là thích cái mái tóc của em, một cái mái tóc rất là gọn gàng, phù hợp với một chữ viên hàng không. Và những thí sinh khác thì cũng có một số em rất là dễ thương, có nụ cười tươi rói, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà dùng seat belt các thứ thì mặt mũi của các em lại quá nghiêm trang. Mà tiêu chí của Noel lại luôn luôn là có một cái nụ cười trên môi. Vì vậy ngày hôm nay có thể nói so với tất cả các thí sinh thì số 5 rất là nổi trội. Và có lẽ là chúng ta sẽ còn chờ cái nước rút cuối cùng của tập cuối cùng, người nào sẽ là người chiến thắng. Nhưng dù sao chẳng nữa, ngày hôm nay thí sinh số 5 đã rất là nổi trội. Hoàn toàn nổi trội về cách thể hiện, rất thân thiện. Cô ấy làm tốt việc giải quyết tình huống và đồng thời còn hòa giải nữa. Cô ấy thực sự tập trung khi huấn luyện và thực sự xuất sắc trong cuộc thi. Đối với bất kỳ ai rất nỗ lực ngày hôm nay, chúng ta đã có rất nhiều người cận kề chiến thắng. Nhưng chung cuộc, tôi phải nói là tất cả các cô gái đã thực hiện một cách tuyệt vời. Bởi vì chúng ta chỉ được tập huấn trong một thời gian rất ngắn, chỉ có nửa ngày, và đến buổi chiều thì thi. Như vậy, để học hết tất cả mọi thứ chỉ trong một ngày rồi ngay buổi chiều là điều không dễ dàng gì. Vậy, chúc mừng tất cả mọi người đã thực hiện thành công. Người chiến thắng hôm nay, theo tôi chọn số 5. Cô ấy có sự chuyên nghiệp và cái nhìn thân thiện. Đây là điều đầu tiên tôi chú ý. Và điều thứ hai, yếu tố thứ hai là cô ấy chân thành và có tính cách bao dung. Và điều cuối cùng là cô ấy là người có đủ kiên quyết để xử lý tất cả các kiểu tình huống một cách bình tĩnh và chắc chắn. Thật sự, chương trình huấn luyện tiếp viên hàng không, đặc biệt là chương trình cơ bản, cần tới 3 tháng. Tuy nhiên, tất cả các cô gái trong chương trình Thiên Thần Bầu Trời ngày hôm nay chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi, vì là thời gian rất ít so với chương trình tập huấn thật sự. Vì vậy, theo ý kiến của tôi, tất cả họ đã thực hiện rất tốt rồi. Vâng, rất đáng tự hào. Thưa quý vị và các bạn, như vậy tập 9 đã khép lại với người chiến thắng xứng đáng. Và tuần sau, tập thứ 10 của cuộc thi, chúng ta sẽ biết được người chiến thắng chung cuộc và sẽ là quán quân đầu tiên của chương trình Việt Nam Sky Angel Thiên Thần Bầu Trời. Mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Les Việt. Và tất cả những thông tin về cuộc thi và các thí sinh sẽ được cập nhật trên trang Facebook của chương trình ở địa chỉ facebook.com/knockair.vietnam. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình tuần sau.